bí ẩn cuộc đời Chúa Giêsu, giải mãn lai lịch của Chúa Giêsu, Ngài là ai? Chào mừng quý cộng đoàn và các bạn tôn giáo khác đã tới với kênh Thành Long Vlog. Kính thưa tất cả mọi người, từ 2000 năm qua, hàng triệu tín hữu dựa vào con người và thông điệp của Chúa Giêsu, Đấng là nguồn gốc của Kitô giáo. Kitô giáo bao gồm đạo Công giáo Roma, Chính thống giáo, Anh giáo, Tin lành. Hồi giáo cũng xưng nhận Chúa Giêsu là Đấng Messiah, nhưng họ không dạy rằng Chúa Giêsu mang đặc tính thần linh. Họ cho rằng Chúa Giêsu đã lên thiên đàng cả linh hồn và thể xác, nhưng không trải qua việc đóng đinh vào thập tự giá và phục sinh. Tức Chúa của người Hồi giáo khác Chúa của người Kitô giáo. Điều khiến cho nhiều bạn ở tôn giáo khác tò mò đó là Chúa Giêsu là ai? Một người đặc biệt chăng? Một người được Thiên Chúa sai đi? Có phải chính Thiên Chúa đã đến để mang bình an và tình yêu cho nhân loại hay không? Và còn rất nhiều câu hỏi khác. Trong phạm vi chương trình, Thành Long Vlog sẽ cố gắng tổng hợp và giúp cho mọi người hiểu hơn về Chúa Giêsu cũng như đạo Công giáo. Xin lưu ý rằng bài tổng hợp này mang tính chủ quan, chắc chắn có nhiều thiếu sót và không phải là quan điểm chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đầu tiên, chúng ta biết Chúa Giêsu là một nhân vật lịch sử có thật. Trong chương trình Chuyển động 24 giờ cũng đưa tin với tựa đề Chúa Giêsu là nhân vật có thật. Hiện nay, nhà thờ Mộ Thánh, nơi chôn cất và phục sinh của Chúa Giêsu sau khi Ngài bị hành hình, đã trở thành một trong những trung tâm hành hương linh thiêng nhất của Kitô giáo tại thành phố cổ Jerusalem, gần khu Moristan, Israel, tức nước Do Thái xưa. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu về cuộc đời của Chúa Giêsu nhé. Thứ nhất, một tin mừng rất lạ lùng. Gần như hầu hết những gì chúng ta biết về Chúa Giêsu được tìm thấy trong 4 bản văn ngắn kể lại đời sống lạ lùng, sự kết án tử hình treo trên thập giá và sự phục sinh lạ thường của Chúa Giêsu thành Nazareth. Đó là sách tin mừng được viết ra bởi 4 tác giả: Matthew, Marco, Luca và Gioan, khoảng giữa những năm 65 và 100 sau Công nguyên, hay là vào khoảng năm 35 và 70 sau khi Chúa chết. Ngài được gọi là Đấng Messiah, Đấng Cứu Thế, Đấng Cứu Hộ Trần Gian, Đấng đã được tiên báo trong thời Cựu Ước. Các tác giả tìm kiếm trước tiên để chia sẻ tin mừng về sự chiến thắng của Chúa Giêsu trên sự chết. Nhưng Chúa Giêsu không phải là một nhân vật của truyền thuyết. Những chứng từ xưa cũ đưa ra cho chúng ta bằng chứng rằng Chúa Giêsu thực sự tồn tại. Ngài đã bị kết án và Ngài là nguồn gốc của một cộng đoàn tín hữu đặc biệt sống động. Một điều duy nhất không thể giải thích là sự phục sinh của Chúa Giêsu, tức Ngài đã sống lại và về trời. Ấy thế mà nó nập thành trọng tâm của đức tin của các Kitô hữu, trung tâm của sứ điệp trong các phúc âm. Rất nhiều người đã đương đầu với cái chết để làm chứng cho niềm tin này. Ví dụ, trong thời kỳ cấm đạo của các vua chúa, ở Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới, có nhiều vị thánh tử đạo thà chấp nhận cái chết chứ không từ chối đức tin Công giáo của mình. 2. Bối cảnh lịch sử trong thời kỳ của Ngài. Chúa Giêsu sinh ra khoảng năm thứ 6 trước Công nguyên bởi một người nữ tên là Maria. Người Công giáo tôn sùng Ngài với tên thân thương là Đức Mẹ Maria hay Đức Trinh Nữ Maria. Ngài được thụ thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần qua Đức Mẹ Maria. Ông Thánh Giuse là cha nuôi trần thế của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu rất có thể sinh ra trong khoảng 5, 6, 7 trước Công nguyên. Đó là theo sau một sai sót trong tính toán của một thầy dòng của thế kỷ 4 cố định từ đầu thời niên Kitô giáo vào năm 754 của Roma. Người ta không biết nhiều về cuộc sống của Chúa Giêsu suốt 30 năm đầu. Duy chỉ có một chi tiết được thuật lại trong phúc âm,
khi Chúa Giêsu trải qua thời niên thiếu tại làng Nazareth thuộc xứ Galilea. Khi cậu bé Giêsu theo gia đình lên Jerusalem trong một chuyến hành hương, bị thất lạc khỏi cha mẹ. Cuối cùng, cậu bé Giêsu 12 tuổi được tìm thấy trong đền thờ Jerusalem. Cậu đang tranh luận với các học giả lừng danh Do Thái giáo thời đó. Ngay khi chịu lễ rửa tội bởi Gioan, Chúa Giêsu bắt đầu đi giao giảng, khi ấy khoảng 30 tuổi. Theo Phúc âm Luca, Chúa Giêsu và Gioan là anh em họ vì mẹ Maria và bà Elizabeth, mẹ của ông Gioan, hai chị em họ. Công cuộc giao giảng kéo dài ít nhất 2 năm. Chúa Giêsu chết rất có thể vào ngày 7 tháng 4 năm 30 khi được khoảng hơn 30 tuổi. Những bài giảng nổi tiếng của Ngài và được dân chúng lắng nghe như bài giảng trên núi, tám mối phúc thật, người Samaria nhân lành, người con trai hoang đàng, vân vân. Chúa Giêsu đã sống ở Galilee, miền nam hiện tại của Israel. Đó là một vùng đất giàu có màu mỡ. Những người Galilee nói tiếng Aram, ngôn ngữ gần giống như tiếng Do Thái và là tiếng nói chung của tất cả vùng Palestine. Vùng lân cận của họ cách xa Judea, nơi có thành Jerusalem, xem họ như những kẻ phản nghịch tiềm ẩn. Để đi vào Galilee, người ta phải băng qua hoặc đi vòng qua miền Samaria, vùng đất mà người dân bị xem là ngoại lai và người thờ ngẫu tượng. Có thể nói, Ngài đã sống trong một thời kỳ rối loạn, đất nước Palestine bị cai trị bởi người Roma. Những chính đảng và tôn giáo Do Thái chống đối lẫn nhau. Những địa chỉ giàu có tìm kiếm những giáo sĩ để chọn lựa những người cộng tác với người chiếm giữ. Một số khác nghi ngờ quyền lực của họ và sống một cuộc sống khổ hạnh. Một số khác nữa, những người Pharisaean thì nhấn mạnh ở đời sống tinh thần hơn là nghi lễ. Một số khác nữa, nhóm đã chịu phép rửa của Gioan thì nhấn mạnh vào việc trở lại. Một số còn lại thì chống đối bởi quân đội Roma. Chúa Giêsu đã biết tất cả về trào lưu này, nhưng Ngài đã mở đầu một con đường mới. 3. Cuộc sống và sứ điệp của Ngài. Chúa Giêsu là người Do Thái. Do Thái giáo và những bắt buộc lễ nghi là trung tâm của đời sống hàng ngày. Tôn giáo được sống trong gia đình như người ta gặp gỡ nhau trong những dịp lễ lớn trong đền thờ Jerusalem để theo lễ nghi hiến tế súc vật và người ta năng đi đến hội đường. Những người Roma cai trị trên một vương quốc rộng lớn, miền Judea và Samaria được đặt dưới quyền trực tiếp của hoàng đế đại diện bởi một tỉnh trưởng. Trong khi đó, miền Galilee, quê hương của Chúa Giêsu, thì dưới sự cầm quyền của một vị vua, người phải nộp thuế cho Roma. Cho đến cuối thế kỷ thứ nhất, sự tranh chấp đối đầu của Roma không ngừng lớn mạnh. Vào năm 60, cuộc nổi loạn đầu tiên của người Do Thái bị trấn áp tàn nhẫn bởi Titus. Vào năm 135, Hadrian san bằng Jerusalem. Ngay từ lúc bắt đầu, Chúa Giêsu chữa lành những kẻ tàn tật, què quặt, bại liệt, quỷ ám. Đó là dấu chỉ cụ thể của đời sống mới mà Ngài mang đến cho nhân loại. Khi giới thiệu tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân, Ngài cũng giảng dạy hòa bình, công bằng, tha thứ, lòng tốt, bác ái, yêu thương. Nhưng Chúa Giêsu cũng làm những điều đáng kinh ngạc để kiện toàn lề luật. Ngài chữa bệnh trong ngày Sa-bát, ngày mà người ta theo luật Do Thái phải nghỉ ngơi. Ngài nói chuyện với hết những người thuộc mọi hoàn cảnh. Tin mừng mà Ngài mang đến thì dành cho hết mọi người vượt lên trên mọi nghi lễ, mọi lề thói và mọi ranh giới. Hơn nữa, Chúa Giêsu đòi hỏi một mối liên hệ riêng tư và đặc biệt với Thiên Chúa, đấng mà Ngài gọi là Chúa Cha. Hơn nữa, Chúa Giêsu nói rằng, Ngài tha thứ bởi lẽ chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể tha thứ tội lỗi. 4. Sự kết án và cái chết của Ngài. Thật là quá đáng. Tất cả những người cảm thấy bị đe dọa trong quyền lực thế gian tìm kiếm để loại trừ Ngài. Dần dần, sự chống đối lớn mạnh và những người đứng đầu Do Thái giáo quyết định đưa Ngài đến cái chết với lý do là phạm thượng.
Nhưng Chúa Giê-xu được lòng dân chúng, một âm mưu cuối cùng cũng được sắp đặt. Judas, một trong những người thân thiết, là một trong 12 môn đệ của Ngài tham gia vào đó. Vào lễ vượt qua, Ngài vào đền thờ Jerusalem, đánh đuổi những người buôn bán và những kẻ đổi tiền, lật đổ bàn của họ và quở trách họ rằng: "Nhà ta được gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi đã biến thành hang ổ của bọn trộm cướp." Sau đó Chúa Giê-xu bị bắt giữ theo lệnh của tòa công luận bởi viên thượng tế Joseph Caiaphas. Sau một vụ kiện nực cười, Chúa Giê-xu đã bị kết án tử hình với sự tiếp tay của quan Phong-siêu Phalato, quan thống đốc Roma cai trị ở đây. Chúa Giê-xu đã biết trước những điều đó sẽ xảy ra, thậm chí Ngài đã báo trước rằng sẽ có môn đệ phản bội lại Ngài, sẽ có môn đệ chối Ngài 3 lần. Chúa Giê-xu cầu nguyện, Ngài tuân theo thiên ý của Chúa Cha. 5. Bắt đầu cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu. Trước tiên Ngài bị đánh, sau đó bị cười nhạo. Người ta đặt lên đầu Ngài một vòng gai bởi vì Ngài đã nói mình là vua. Nhưng nước Ngài không thuộc về thế gian này. Ngài bị kết án vác thập tự giá cho đến nơi hành hình, một hình phạt man dợ của người xưa. Và cuối cùng Ngài bị đóng đinh trên cây thập giá mà người ta dựng lên sau đó. Khổ hình thật là tàn bạo. Đó là sự trừng phạt dành riêng cho những nô lệ và những kẻ chống đối chính trị. Nhưng Ngài không hề phản kháng, Ngài đã biết trước điều đó phải xảy ra. Khi Ngài chết, bị các môn đệ bỏ rơi, ngoại trừ mẹ Maria, môn đệ Gioan và một vài phụ nữ. 6. Sự phục sinh của Ngài. 3 ngày sau, Ngài phục sinh, tức sống lại. Từ sáng sớm, ngôi mộ nơi đã đặt thi thể của Chúa Giê-xu thì trống. Ngài đã hiện ra với bà Maria Magdala, sau đó là với các môn đệ của Ngài. Những câu chuyện về sự phục sinh đều rất giàu tính nhân văn. Những tác giả phúc âm đã gửi gắm vào đó tất cả niềm tin của họ vào Chúa Giê-xu, đấng đã mang đến cho họ sự sống và cảm nhận rất gần gũi. Tin mừng lan rộng nhanh chóng giữa các bạn của Chúa Giê-xu. Trước tiên, những người không tin, những người nam và người nữ này đã trở thành nhân chứng không mệt mỏi cho sự chiến thắng sự chết đang đè nặng trên cuộc đời của họ và có thể làm xáo trộn cuộc sống của chúng ta. 7. Và bây giờ thì sao? Câu chuyện tuyệt vời này phải chăng chỉ thuộc về quá khứ, cách đây hơn 2.000 năm? Không, chúng ta hãy nhìn chung quanh chúng ta. Ngày hôm nay cũng còn những người nam, linh mục, tu sĩ và người nữ tu dốc hết sức lực của họ, niềm vui và lý lẽ hành động vì lợi ích cho nhân loại bởi sự phục sinh của Chúa Giê-xu, đấng đã chiến thắng sự chết và dẫn đưa linh hồn người tín hữu đến sự sống đời đời nơi thiên đàng. Giáo lý của Kitô giáo là các chủ đề cơ bản của những lời răn dạy như sự hối cải, tình yêu vô điều kiện, tha thứ tội lỗi, khoan dung, về thiên đàng, sự thưởng phạt công minh, vân vân. Ngày nay, Chúa Giê-xu là đấng mà người ta không ngừng khám phá, yêu mến và tìm thấy trong tất cả mọi người. Tác giả: nữ tu Kim Ngân chuyển ngữ, nguồn jesu.net và tổng hợp. Cộng đoàn xem video có cảm xúc gì cùng bình luận trao đổi nhé. Lạy Chúa, Thiên Chúa của con là niềm hy vọng duy nhất của con. Xin nhậm lời và đừng cho phép con mệt mỏi yếu đuối khi tìm kiếm Ngài. Nhưng xin hãy đặt con để trong lòng con có một sự mong muốn, khao khát tìm kiếm Ngài nhiều hơn nữa. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về Đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.